Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô màu nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Trước khi đi tô màu, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng mình cùng đi tô màu nào. Mình sẽ đi về chi tiết tô màu nhé các bạn ạ.
Như vậy bây giờ mình đã kết thúc như vậy. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tô mò nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Trước khi đi tô mò, nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ, chúng mình cùng đi tour mò nào. Về chi tiết tour mò các bạn. Thank you.
Như vậy video của mình là kết thúc nha các bạn ơi.